Mời quý vị đến với bản tin miền Trung Tây Nguyên của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Thưa quý vị, sáng ngày 24 tháng 2, tàu SAT 274 thuộc Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam đã đưa một ngư dân bị suy hô hấp nặng có nguy cơ tử vong trên vùng biển Hoàng Sa về đất liền tiếp tục điều trị. Trước đó, trưa ngày 23 tháng 2, nhận được thông tin tàu QNG92607TS khi đang hành nghề trên vùng biển quần đảo Hoàng Sa có một ngư dân lâm phải các triệu chứng khó thở, sùi bọt mép, tiên lượng có nguy cơ tử vong cao. Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam đã điều tàu SAT 274 khẩn trương ra khơi làm nhiệm vụ cứu nạn. Cùng đi theo tàu có ekip bác sĩ của Trung tâm Cấp cứu thành phố Đà Nẵng. Sau khi tiếp cận được tàu QNG92607TS và triển khai công tác cấp cứu tại chỗ, ổn định tình trạng, lực lượng cứu nạn hải đã chuyển bệnh nhân lên tàu SAT 274 để chăm sóc y tế tích cực. Tính đến sáng ngày 24 tháng 2, nạn nhân đã được đưa về Đà Nẵng, chuyển viện địa phương tiếp tục điều trị. Trong chuyến biển đầu năm mới, nhiều tàu cá của ngư dân tỉnh Bình Định đã trúng đậm cá ngừ đại dương. Chủ tàu lẫn thuyền viên đều rất phấn khởi vì lộc biển đã mang lại cho họ nguồn thu đáng kể. Những ngày này, tại cảng cá Tâm Quang luôn tấp nập tàu cá ra vào bán hải sản. Trong đó, nhiều tàu trung lớn với sản lượng đánh bắt lên tới hơn 3 tấn một phiên biển. Tuy giá mua thấp hơn năm ngoái, chỉ ở mức 92.000 đồng 1 kg lợi một, nhưng ngư dân rất vui vì có nguồn thu nhập ổn định. Chuyến biển vừa rồi thì tôi là cũng đạt hiệu quả, cũng mừng, đem một cái kinh tế thu nhập cho gia đình tôi rất lớn. Tàu giờ là cũng ít có, ví dụ như tắng máy, đồ tắng, đồ vậy, chứ còn ít chưa về cỡ đây. Thành nói chung là trên biển rồi đó là nó cũng thuận trời, nó êm, mình hơn nếu mình thả cái điểm nó trống nó dịch, thành nó có đạt. Toàn thị xã Hoài Nhơn hiện có hơn 2.300 tàu cá, trong đó có 2.100 tàu cá hoạt động vùng khơi. Thống kê, từ đầu năm đến nay, sản lượng khai thác cá ngừ đại dương đạt hơn 1.700 tấn, tăng 358 tấn so với cùng kỳ. Lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai vừa phát hiện một vụ phá rừng có quy mô có tổ chức xảy ra tại tiểu khu 1003 do Ban Quản lý rừng phòng hộ IAM, huyện Chư Prong. Đối tượng phá rừng không chỉ khai thác nhỏ lẻ mà còn tổ chức thành nhóm sẵn sàng chống đối khi bị truy bắt. Đây là những hình ảnh lực lượng chức năng ghi lại vào ngày 9 tháng 2 năm 2024 vừa qua. Lợi dụng ngày Tết, hơn 30 đối tượng mang 8 xe công nông xâm nhập vào tiểu khu 1003 rừng phòng hộ IAM, cưa hạ hàng trăm cây gỗ. Khi lực lượng liên ngành phát hiện và ngăn chặn, các đối tượng này đã có lời lẽ chống đối, đe dọa lực lượng chức năng và rời khỏi hiện trường. Các lực lượng cũng đã tiếp cận cũng như là yêu cầu các đối tượng dừng mọi hành vi. Tuy nhiên các đối tượng thì cũng thấy lực lượng có mỏng, đấy là có trực tết nên lực lượng cũng khoảng cỡ tầm 10 người, nhưng mà các đối tượng thì tới ba mấy, gần 40 người, nên các đối tượng cũng không tuân theo cái yêu cầu của lực lượng chức năng. Qua kiểm tra kiểm đếm tại hiện trường, lực lượng chức năng huyện Chư Prong xác định có 165 cây rừng bị cưa hạ, chủ yếu là gỗ dầu, đường kính từ 16 đến 40 cm. Tổng khối lượng gỗ thiệt hại khoảng 50 mét khối. Gần một nửa trong số này đã bị nhóm đối tượng vận chuyển ra khỏi nơi khai thác. Bước đầu lực lượng chức năng cũng xác định được nhóm đối tượng là người dân ở xã Ia Bia, huyện Chư Prong. Đây là sự vi phạm có sự tổ chức, bàn bạc tính toán từ trước, đông người nhằm lợi dụng cái đêm giao thừa để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Chúng tôi sẽ kiên quyết điều tra, xác minh, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật. Đáng nói là cũng tại khu vực này vào giữa tháng 12 năm 2023 cũng đã liên tiếp xảy ra nhiều vụ phá rừng với hàng trăm cây rừng bị cưa hạ. Cục Kiểm Lâm đã phối hợp với tỉnh Gia Lai kiểm tra xử lý vụ việc. Tình trạng phá rừng ở khu vực biên giới Gia Lai diễn biến ngày càng nghiêm trọng. Diện tích rừng đang giảm sút hàng năm. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin miền Trung Tây Nguyên hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Và cũng xin cảm ơn bạn Thạch Riverside Hotel and Resort đã đồng hành cùng bản tin này.